Vâng, em xin chào bác nhé, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại kênh Quyết Audio. Hôm nay thì em đang quay bên kho, chỗ của các bạn nhà em đang đóng con đẩy AT sao để gửi cho một số anh em đây. Đây là hiện tại chồng này là 9 em, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 em. Ở đây, còn bên này cả một em nữa, chắc là, không biết con đấy chắc là gửi xe, nên em cả thấy là chưa bọc băng dính ta. Đây, mẫu đẩy AT sao 4.1000 các bác nhé. Quay bên kho thì chắc các bác sẽ nhìn thấy nó hơi bị tối hơn một chút. Các bác hỏi cũng hỏi em là tết đóng hàng bên kho này thì liệu có test không hay là chỉ cứ vậy mà cuốn vào thôi, thì em có báo luôn cho các anh em có test các bác nhé. Hiện tại ở các bạn này vừa dọn lại rồi noa đây, các bạn này, nhà em sẽ có một cặp noa ở đây để test. Đây điện thì ở đây có luôn rồi, cắm vào rồi test thôi, có vang đầy đủ cho bác anh em. Test đẩy thì rất là đơn giản, không có vấn đề gì kiểu như là phải test vang mic cả. Tần dò tần số thứ nó cầu kỳ hơn chút. Test đẩy thì đơn giản rất nhiều. Test đẩy hoạt động bình thường, các cơ ne có tắt mở hay không, rồi các chế độ gộp kênh có hoạt động hay không chẳng hạn. Nó rất là đơn giản thôi. Đấy. Đây quay cụ thể lại cái mẫu đẩy AT sao 4.1000 cho các anh em. Mẫu này được rất nhiều anh em lựa chọn và giá rất là mềm các bạn. Hiện tại là em này đang em mới mở hàng mới ra để quay cho các anh em luôn. Còn hàng này thì sẽ bên em phân phối thì sẽ trực tiếp dán tem. Trực tiếp dán tem cho các bác anh em nhé. Nhiều anh em hỏi tại sao hôm nay thì nó dán ở đây, hôm nay dán ở đây thì chính ra là vào tay ông nào nhà em, ông thuận tay nào nó dán tay đấy thôi. Cái này thì không quan trọng các bạn. Còn chút là mặt phía sau các bác nhé. Với em đẩy này thì em đã đây, phía sau thì nó sẽ quay hơi bị nóa một chút. Đây, quay kiểu này các bác sẽ nhìn rõ hơn. Đây mặt phía sau. Đấy, các nút cổng rắc loa lêu chích nhỉ. Đấy. Hay các rắc đầu vào ca lông. Video mà quay hướng dẫn sử dụng hay là quay mạch bên trong của em đây AT sao này thì em đã quay cũng khá chi tiết rồi. Còn đây là quay về cái cách thức đóng gói cho bác em. Trong này đã có lót xốp rồi các bác nhé. Đã có lót xốp và xong rồi nó bọc ngoài bắt đầu với dán. Còn nhiều khi thì có bạn nhà em thì bạn ấy có thể bạn ấy bọc trước xong bạn ấy lót xốp bên ngoài. Cái này thì nó không quan trọng. Cái này thì thường thì bên em sẽ là lót xốp trong, lót xốp bên trong xong bắt đầu bọc hết bên ngoài để chống nước rồi chống va đập cho bác anh em. Đây những hàng mặt hàng gửi đi cho bác anh em. Đấy, tất cả những hàng bên em có gửi đi cho bác anh em thì đều có cái băng dính, có số điện thoại bên em các bác nhé. Bác để ý giúp em. Đây, số điện thoại bên em đây. Các bác là chốt ra em đẩy AT sao 4.1000 này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số hai số điện thoại này bên em luôn. 0981058656 và 0917192354. Giá hiện tại thì là đang được khuyến mãi 6,2 triệu đồng, bao ship tặng dây về tận nhà. Đấy. Bao ship về tận nhà tặng dây rắc đầy đủ với bác anh em. Đấy, quay cho bác anh em nhé. Nên các bác về nhà mà các bác có nhận về những em đẩy này, các bác nhớ để ý cái nếu như mua trực tiếp của bên em, mua trực tiếp bên em thì sẽ có băng dính dán số điện thoại và logo bên em đấy các bác nhé. Đấy. Quay cụ thể cho bác anh em luôn. Quên đấy, lúc đấy em đến hơi muộn không quay được cái cách thức đóng gói cụ thể từ ban đầu cho bác anh em. Còn đây là khi mà đã đóng gói xong các bác nhé. Cái này là chuẩn bị vận chuyển đến thì sẽ chuyển cho đơn vị vận chuyển thôi. Đấy, quay lại một chút về hình thức của em đẩy AT sao 4.1000. 4 kênh, 80 sò LJV kép, nguồn đồng có chống chập dây loa, 16 tụ lọc nguồn lớn. Đó, quay cụ thể cho bác nhé. Và có 3 chế độ đánh gộp kênh hay là đánh ba la hay đánh studio, tùy các bác anh em nhé. Có thể gộp kênh và đánh súp được các bác. Thoải mái, có công suất lớn, thoải mái cho anh em làm sự kiện. Và các bác anh em đang xem video thì các bác có nhu cầu đặt hàng, các bác có thể nhắn tin cú pháp chốt đẩy 4.1000 hoặc chốt đẩy AT. Chốt đẩy AT và đến số điện thoại 0981058656 và 0917192354 là bên em sẽ liên hệ lại để tư vấn cụ thể cho bác anh em và chốt đơn cho bác anh em nhé. Và anh em đang xem video thì nhớ cho em hôm nay đăng ký kênh.